Chào mừng các bạn đã đến với lớp bảo truyện tranh. Lại là những câu chuyện độc lạ thường ngày của cô nhóc Shinosuke đây. Hôm nay, không hẹn mà gặp, cả bố và mẹ đều rơi vào cảnh cháy túi. Thế nhưng, mỗi một người lại có một cách xử lý khác nhau để cầm cự đến ngày lĩnh lương. Cụ thể như thế nào, hãy cùng mình tìm hiểu qua video ngày hôm nay nhé. À, tập phim còn có công cuộc tiếp cận chị Nanako của chú Yondo và một ngày đến nhà ma sôi chơi nữa đấy. Các bạn đã sẵn sàng chưa? Chúng mình cùng vào lớp thôi. Tập phim khi mẹ Mise tiết kiệm. Mở đầu tập phim, mẹ Mise đang đếm lại số tiền còn sót lại sau những ngày tiêu xài phung phí. Nào là tiền uống trà ăn bánh ngọt, săn đồ giảm giá, rồi tiền chi cho việc mua đồ gia dụng. Tổng kết lại thì tiền chi tiêu tháng này chỉ còn 2.579 yên, mà còn hơn một tuần nữa mới tới ngày lãnh lương. Mẹ nghĩ đến việc rút tiền tiết kiệm ra giải đỡ, nhưng cứ nghĩ đến mấy lời cằn nhằn của bố là lại thôi. Mẹ kiểm tra lại mấy đồ linh tinh trong nhà, đa số vẫn còn đủ dùng. Cơ mà thức ăn trong một tuần tới thì không đủ. Thịt trong bữa tối ngày mai là hết, trứng còn mỗi 2 quả, rau chắc dùng được tới ngày mốt. Đến nước này, mẹ bèn lên kế hoạch đến siêu thị mua sắm lúc sắp đóng cửa để hốt được hàng giá rẻ. Tối ngày hôm sau, mẹ rửa bát đũa xong lúc 7:25, mà siêu thị đóng cửa lúc 8 giờ nên mẹ tranh thủ nhờ bố trông con để mình đi mua ít đồ. Mọi chuyện dường như rất suôn sẻ, mẹ phóng con chiến mã thống nhất và chắc mẩm sẽ hốt được thức ăn đủ trong một tuần. Vừa dứt câu, chiếc xe của mẹ lại bị lùng bánh. Giờ dắt xe về nhà thì xa quá, mà tới siêu thị thì cũng không kịp. Mẹ đành mang vào tiệm sửa xe nhờ người ta xử lý. Đã 7:55, mẹ dần mất hy vọng săn đồ giảm giá. Và hy vọng mong manh đó càng trở nên xa vời khi mẹ nghe tới cái giá sửa xe là 1.200 yên. Như vậy, chỉ còn 1.379 yên để cả nhà cầm cự tới ngày lãnh lương. Rốt cuộc thì buổi tối hôm đó, chẳng những không mua được gì mà còn thâm hụt ngân sách nữa. Buổi tối ngày tiếp theo, ba mẹ con phải ăn rau củ xào cho qua bữa. Xin trách mẹ vì không có miếng thịt nào, mẹ lại kiếm cớ rằng rau tốt cho sức khỏe. Cùng lúc, bố gọi về thông báo rằng mình đang đi nhậu cùng đồng nghiệp. Ngoài mặt thì mẹ tỏ ra khó chịu, nhưng trong lòng lại như phất cờ vì đỡ được một bữa ăn cho bố bọn trẻ. Đến 7:20, mẹ lại chuẩn bị lên đường mua đồ lúc siêu thị sắp đóng cửa. Nhưng vì bố không có ở nhà nên mẹ phải gánh thêm 2 quả tạ là anh em tên sơ quậy nữa. Vừa đi được một đoạn thì mẹ lại nhận ra xe sắp hết xăng. Nếu cố đi tiếp mà xe hết xăng giữa đường thì nguy to. Vậy nên mẹ đành vào cây xăng gần đó. Xem bảng giá thì xăng loại thường hết 93 yên 1 lít. Quái vật bộ ba ngấn tính toán chi ly và quyết định đổ 3 lít để chạy đỡ. Đến siêu thị, mẹ liền xa vào quầy thịt heo. Vì để ăn trong 4 ngày nên mẹ tính mua 3 hộp. Ngó sang quầy thịt gà thì lại thấy nó đang giảm giá một nửa. Mẹ quyết định chờ thêm một lúc nữa cho thịt heo giảm giá một nửa thì sẽ quay lại mua. Đang căng thẳng thì chớ, tên sơ quậy lại đòi mua đồ ăn vặt. Thiếu chút nữa là mẹ cho cậu ăn đòn rồi. Trong lúc đi mua bắp cải, mẹ vô tình nhìn thấy một đồng 500 yên ai đó làm rơi dưới đất. Mẹ để ý xung quanh và lại lút nhặt đút túi. Cơ mà Shin lại thấy được và la lớn. Ông cháu con nhắc nhẹ, cô giáo thường dạy rằng khi nhặt được của rơi phải trả lại người đánh mất. Thế là dù không đành lòng, xong mẹ vẫn bấm bụng nộp lại cho quầy thu ngân. Cũng nhờ vậy mà khi quay lại quầy thịt đã không còn hộp nào. Thế là mẹ đánh dùng số tiền còn lại mua toàn đậu phụ với đậu lên men. Cứ nghĩ đến cảnh 4 ngày liên tiếp chỉ có cơm với đậu là Shin ngán đến tận cổ rồi. Không còn cách nào khác, bố đành bảo mẹ rút tiền tiết kiệm ra dùng đỡ. Chỉ chờ có thế, mẹ liền vào trong chuẩn bị cơm thịt cho ngày mai. Về phía bố, tiền tiêu vặt còn lại 3.300 yên, chia ra mỗi ngày chỉ được dùng 832,5 yên. Thế mà mẹ còn có ý định dùng tiền tiêu vặt của bố mua thức ăn nữa đấy. Đúng là đồ tàn nhẫn mà. Tập phim chú Yondo muốn hẹn hò. Hôm nay, chú Yondo trên đường đi làm thêm về đã ghé qua nhà Shin để ăn ké. Giờ đây, chú đã đậu đại học và phải công nhận cuộc sống của sinh viên đại học rất sướng. Lý do là bởi ở đó có rất nhiều sinh viên nữ. Dù vậy, chú lại chẳng thấy có nổi một mảnh tính vắt vai. Nghe có đau lòng không cơ chứ. Nhưng đáng ngại hơn là chú lại không biết lý do là gì. Shin tính nói sự thật, nhưng may mà mẹ kịp thời ngăn cản. Mẹ Mise động viên chú không nên nản chí, cứ từ từ rồi sẽ có người con gái nhìn thấy vẻ đẹp tiềm ẩn của chú thôi. Đúng lúc này, chị Nanako tình cờ ghé thăm. Vừa nghe thấy giọng nói ngọt ngào của nữ thần, hai chú cháu lập tức tranh nhau chạy ra đón. Chả là hôm trước, chị Nanako có hứa dẫn Shin đi khu vui chơi, nên hôm nay chị tới đây để rủ tên Sequoia đi vào chủ nhật sắp tới. Ông cháu nghe vậy thì thích thú ra mặt và đồng ý ngay lập tức. Chờ chú Rondo bên cạnh cắt lời và nói, chủ nhật tới mình cũng quá rảnh và gợi ý chị Nanako đi công viên Oraku. Tàu lượn siêu tốc ở đó phải nói là bá cháy. Nhưng chị chỉ định đi khu vui chơi Futaba thôi. Chú liền gạt phát đi và nói ở đó chỉ dành cho trẻ con, toàn là mấy trò chơi bình thường. Thì người ta đang muốn dẫn con nít đi chơi cơ mà. Chú cứ làm như là hai người chuẩn bị đi hẹn hò ấy. Shin lộ rõ vẻ khó chịu ra mặt. Đến lúc chào tạm biệt chị Nanako, cu cậu còn ẩn ý đuổi chú về vì cơm cũng đã ăn rồi còn đâu. Ngày hôm sau, Shin vừa đi học về thì thấy chú Yondo đã ẩn nấp ngoài cổng. Nhìn nụ cười nham nhở kia là biết chú ta đã âm mưu điều gì đó mờ ám rồi. Chú lấy ra tạp chí áo tắm số mới nhất và ngỏ ý cho Shin mượn, nhưng dĩ nhiên là phải có điều kiện. Đó là chủ nhật tuần này phải dẫn chú đi chơi công viên cùng.
Mới đầu thì ông cháu nhất quyết không chịu, xong dưới sự cám dỗ khó cưỡng của cuốn tạp chí, cậu đành miễn cưỡng gật đầu. Đến ngày chủ nhật, hai chú cháu đứng đợi chị Nanako như đã giao ước. Shin cũng đã gọi điện thoại trước cho chị về sự có mặt của chú. Cơ mà ông cháu quan tâm hiểm, bảo chị gọi cả chị Shinobu tới với lý do sợ chú đi một mình thì buồn. Trò chơi đầu tiên là vòng tròn xoay. Hai chú cháu ai cũng muốn được ngồi với chị Nanako nên đã đua nhau chạy tới xì chỗ trước. Với lợi thế thể lực, chú Yondo dễ dàng vượt lên. Trong lúc tưởng chừng sắp được ngồi cùng người đẹp thì chị Shinobu đã kéo chú sang ngồi với mình. Trong khi Shin và chị Nanako vui vẻ tận hưởng những phút giây ngọt ngào nhẹ nhàng thì bên kia, chị Shinobu ưa cảm giác mạnh nên đã xoay điên cuồng. Kết quả là cả hai rối loạn tiền đình, chóng mặt không thể chơi tiếp. Thế là Shin được thoải mái chơi ti tỉ trò cùng Crush mà không bị ai làm phiền. Ít lâu sau, tên sư quậy mệt mỏi sa vào lòng chị Nanako ngủ một giấc. Cả chị Shinobu cũng tựa lưng vào chú Yondo để ngủ. Trong lúc chỉ có hai người, chú Ben lén hỏi chị Nanako đã có người yêu chưa, rồi sau đó lấy hết can đảm ngỏ ý muốn hỏi chị hẹn hò cùng mình. Vừa dứt câu, Shin và Shinobu đồng loạt tỉnh giấc. Sau giấc ngủ ngon lành, chị Shinobu đã lấy lại 100% công lực và lôi chú Yondo đi chơi tàu lượn siêu tốc. Còn Shin thì chỉ muốn được nằm vậy trên đùi chị Nanako mãi thôi. Tập phim Bố bị cháy túi. Đây là Nohara Hiroshi. Còn 25 ngày nữa là tới ngày lãnh lương, bố cùng đồng nghiệp đi nhậu. Còn 18 ngày nữa mới lãnh lương, bố lại lôi chú Kawaguchi vào quán rượu và hào phóng đãi chú. Còn 11 ngày nữa, dựa vào lời ra, lại thêm mấy chị tiếp tân bên cạnh, bố tiếp tục mạnh miệng, bảo chồng này cứ để mình lo. Kết quả là, khi chỉ còn 4 ngày nữa, thì tiền trong ví bố đã bay gần sạch, chỉ còn lại 3.330 yên. Bố tính gần mẹ tiền tiêu vặt trước, cơ mà như vậy thì tháng sau lại thiếu trước hụt sau cho mà coi. Ngấm lại thì dù là còn tận 4 ngày, nhưng nếu trừ đi 2 ngày thứ bảy, chủ nhật thì vẫn còn dư giả. Với 3.330 yên, bố vẫn có thể ăn cơm trưa thoải mái. Hôm sau, chú Kawaguchi lại đến vay bố 2.000 yên để ăn cơm, chờ tới ngày lãnh lương. Bố tính từ chối, nhưng đúng lúc đó lại thấy chị thư ký đi qua. Thế là được dịp tính phương bạt, sĩ gái được di truyền từ nhiều đời nhà Nora trỗi dậy. Bố lớn tiếng, mạnh miệng rút tiền ra cho chú mượn. Giờ thì chỉ còn lại 1.330 yên, bố lại cay cú chú Kawaguchi vì tháng nào cũng chạy tới đây mượn tiền, trong khi bố phải sống tiết kiệm kham khổ. Cùng lúc, chị thư ký lại tới thu tiền trả tháng này của bố. Chớp mặt cái chỉ còn 830 yên. Bố đành gọi tô cơm bò nhỏ với giá 290 yên cho bữa trưa. Trong khi chủ nợ phải thắt lưng buộc bụng, thì con nợ là chú Kawaguchi lại ăn uống vô cùng xa xỉ. Ngày hôm sau, thấy Shin cứ ném banh một mình trong nhà, mẹ lại cằn nhằn không yên. Thế là hai bố con phải rủ nhau ra công viên chơi ném bóng vận động. Shin thì cứ việc ném, còn bố thì phải chạy đi nhặt. Đã thấy ông báo này còn cứ dùng hết sức ném thật xa. 5 lần 7 lượt như thế, bố đã mệt thở không ra hơi. Rồi rốt cuộc không biết ai mới là người vận động nữa. Sau khi chơi xong, tiên sư quậy lại đòi bố một nước trái cây. Chưa kịp để ông bố đồng ý, cậu đã chạy ngay vào cửa hàng tiện lợi gần đó lấy một lon nước cam. Bố lập tức đuổi theo khuyên cậu chớ manh động và gợi ý lấy hộp nước khác với thể tích nhiều gấp đôi. Cứ tưởng bố nghèo mà vẫn hào phóng, nhưng thực ra lon nước này tính cả thuế là 120 yên, còn hộp nước kia chỉ 100 yên thôi. Khi lại quầy thanh toán, bố thêm một lần sốc khi thấy trong giỏ đồ có thêm một gói bim bim. Shin lấy cớ muốn đãi bố, cơ mà tiền thì do bố trả. Bố nhất quyết không đồng ý và bắt cậu đem trả lại chỗ cũ. Nào ngờ khi thấy một chị gái xinh đẹp đi ra thanh toán, tính phong bạt lại trỗi dậy khiến bố đành mua tất cả. Đến chiều, Shin lại than đói bụng, đi đứng cũng trở nên khó khăn. Song bố vẫn cứng rắn, bảo cậu về nhà rồi ăn. Chờ sự chú ý của tên sư quậy, đã va vào cửa hàng thức ăn nhanh ở phía đối diện. Thấy một người vừa mua đồ mang ra, ông cháu liền vứt bò liêm xì chạy theo xin xỏ. Thế là bố đành phải chiều ý cậu và chỉ cho phép mua một cái burger. Khi nhìn thấy nhân viên là một chị gái xinh đẹp, bố lại quất luôn hai cái hamburger cùng combo nước uống và khoai tây chiên. Vậy là tiền tiêu vặt của bố về con số không tròn trĩnh. Ngày hôm sau, bố Ben chuẩn bị cơm hộp mang đi làm. Khi này, sếp lớn đi tới và kêu gọi các nhân viên đóng góp tiền mua quà chia tay một nhân viên sắp chuyển công tác. Lát nữa, chị thư ký sẽ đi thu 2.000 yên mỗi người. Nghe vậy, bố lập tức chạy đến chú Kawaguchi, xin chú trả lại 2.000 yên vay hôm trước. Nhưng chú đã tiêu mất một ít, cụ thể là 1.200 yên. Bố liền tức giận, trách chú tiêu xài không có kế hoạch. Chú lại cho rằng bố keo kiệt, cho mượn có 2.000 yên mà cứ xì vả người khác. Hai người không ai chịu nhường ai, cái có om sòm cả công ty. Không biết sau đợt này, bố có đòi lại được tiền không? Nhưng hình ảnh gây dựng bấy lâu nay trước chị thư ký có vẻ sụp đổ rồi đấy. Tập phim Canh chừng nhà với Maso. Hôm nay, Shin ghé qua nhà Maso chơi khi cậu ta đang ở nhà một mình. Maso cũng tâm lý, mang bánh kem và nước cam ra chiếu đãi bạn. Sau khi ăn uống no say, tên sư quậy liền phủi mông ra về. Ủa, là sao? Vì ông hẹn đến chơi nên người ta mới không đi mua sắm với mẹ, giờ bỏ về ngang vậy mà xem được hả? Nói rồi, đâu có nắm năn nỉ ông cháu đã mất công tới đây thì chơi với mình chút nữa, trong nhà một mình chán lắm. Tiếp lời, Machine liền trở nên nham hiểm, khiến Maso sợ hãi khóc lóc cầu xin tên sư quậy đừng bỏ mình một mình. Quay vào bàn sưởi, đâu có nắm tiếp tục ăn bánh kem còn đang giang dở. Shin bèn hỏi nó có ngon không. Ủa, vừa nãy ông mới sơn nguyên miếng rồi cơ mà. Shin giải thích rằng
Khi nãy mình ăn vội quá nên cũng chẳng nhớ nó có ngon hay không. Nắm được điểm yếu chí mạng của đối phương, Shin giả bộ giận dỗi, lấy cớ không thể chờ Ma Sô ăn hết bánh kem mà bỏ về. Đầu cơm nắm lập tức kéo cậu lại và nhường cho chiếc bánh của mình. Sau một lúc đọc chuyện, Ma Sô gợi ý cả hai chơi trò gì đó. Shin đề xuất cho trốn tìm và xung phong làm người đi tìm luôn. Ma Sô bèn trốn dưới bàn sưởi. Shin ngó nghiêng một vòng chẳng thấy người, bèn dọa bỏ về. Ma Sô nghe thấy thế liền chui ra ngăn cản, và thế là cậu ta đã bị bắt. Đầu cơm nắm nói Shin chơi ăn gian và bắt cậu làm lại. Lần này cậu bạn tìm một nơi trốn kỹ hơn, đó là trong tủ quần áo. Sau khi tìm quanh nhà mà không thấy ai, Shin liền dọa Ma Sô không được nhìn về phía sau, vì cậu thấy đằng sau Ma Sô có một người phụ nữ mắt đỏ đáng sợ. Nghe thấy lời đó, đầu cơm nắm lập tức sợ hãi tốc biến ra ngoài. Đúng là thủ đoạn phô biên mà. Quá cay cú, Ma Sô quyết định sẽ dùng lại chiêu đó để hù dọa bắt Shin lộ mặt. Nghe tiếng động trên tầng 2, Ma Sô liền đoán ra tên sâu quậy có thể trốn trong phòng mình. Cậu bèn dọa đằng sau ông cháu có một người phụ nữ mắt đỏ đang trốn. Nhưng kết quả là chính cậu lại tự cảm thấy sợ hãi. Pha này đúng là hết cứu. Ma Sô rón rén bước vào phòng, còn chưa kịp tìm thì Shin đã xuất hiện với vũ điệu bưri bưri, làm đầu con nắm suýt tim thòng luôn. Chơi được một lúc, cả hai lại ngồi vào bàn sưởi. Thấy nước cam còn ít uống chẳng bỏ, Shin bèn chạy vào tự tìm nước uống trong tủ lạnh. Đúng lúc đó, mẹ của Ma Sô cũng đã về, theo sau còn có cả mẹ Mese nữa. Thấy bóng dáng quen thuộc của thằng con siêu quậy lục tủ lạnh nhà người ta khiến mẹ Mese nổi giận đùng đùng. Ma Sô sợ hãi nhắc Shin nhìn lại phía sau. Tên siêu quậy cứ nghĩ bạn mình tính giải lại trò hù dọa cũ, rằng đằng sau cậu xuất hiện một người phụ nữ với đôi mắt cực kỳ đáng sợ. Chỉ là ông cháu không ngờ rằng người phụ nữ đằng sau còn đáng sợ gấp nghìn lần ma nữ. Sau đó, không còn sau đó nữa, chỉ còn nghe thấy tiếng hét thất thanh của cô cậu vang vọng khắp không gian thôi. Và đó là những câu chuyện thú vị của ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã theo dõi tập phúc cuối này. Nếu thấy hay, hãy like và đăng ký kênh để ủng hộ lớp mình nha. Chúng ta sẽ quay trở lại với những câu chuyện hấp dẫn hơn. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye.